Hello everybody, hôm nay mình làm cái món salad cá. Là cái món này là ăn là dinh dưỡng vitamin tràn đầy. Đây mình chia sẻ cái cách làm hôm nay ăn đảm bảo. Salad thì gần có chi bắt buộc phải có là salad. Hôm nay mình có cà bi, cà tomat, cà bi, ớt. Đây có hai con cá Papano mình đã ướp sẵn rồi, làm sạch ướp sẵn rồi. Rồi mình chế biến một ít cái tàu bột mở lên. Cái cà bi này á chứa ớt á, nó nhìn nó màu sắc nó rất là đẹp mà nó rất là tươi, nhìn giống như đồ giả, giống như những chuyện chơi trái cà đồ chơi con nít. Xong thế là mình trang trí một cái dĩa salad. Sau đó mình chiên hai cá này. Chiên hai cá này mình để lên, đó là xà lách cá phấp thanh hồng. Ớt này ăn rất là thơm. Ớt này cũng thơm. Đây cái rau cải ở Mỹ này các bạn thấy nó tươi mà nó không, nó rất là fresh, nó như là đồ giả ha. Đủ màu sắc hết. Con bạch tuộc sau khi mình cắt nó ra, đây cái câu đó nè, đây là 1/3, 1/3 con, còn đây là 2/3 con. Đó. Cái này với cái này là một con nè, một con này 3,5 kg. Bảy phao mấy. Ok, sau 30 phút thì cá mình đã ướp xong và mình cũng đã chiên xong. Mình để lên salad đây. Đây là mình đã hoàn tất cái món salad cá papano đây các bạn. Và còn bên đây là một cái bạch tuộc xào sa tế. Cái rau bạch tuộc á, sau khi mình luộc xong mình xắt ra, mình xào sa tế, bỏ mè giống như món Hàn Quốc vậy. Còn đây là bạch tuộc wasabi. Còn đây là món tôm nướng chấm bơ. Đây, các bạn thấy hấp dẫn không? Sau khi mình lên bàn rồi, đây xào lát cá, tôm chấm bơ. Chấm sa tế, chấm bò tạt. Ok, mời cả nhà thưởng thức thử
cái món bạch tuộc sa tế này coi sao. Bạch tuộc sa tế bạch tuộc wasabi chứ không phải sa tế. Còn này bạch tuộc sa tế này rất là ngọt. Thử cái tâm nướng là sao.